chuột không dây lề phân bờ Bluetooth thiết kế dọc, màn hình OLED, dải đèn Angi Bi, hoạt động ở chế độ kép. Bạn có thể cắm bộ thu để sử dụng chế độ không dây hành 4G hoặc sử dụng kết nối Bluetooth đến tương thích để vận hành hai thiết bị cùng một lúc. Chức năng hiển thị LCD, hiển thị thời gian thực về chế độ làm việc, nguồn điện, thông tin giá trị DPI, tin lithium đến An7300 tích hợp, sạc định kỳ với giao diện tiếp đến C, không còn lo lắng về pin. Màn hình OLED, hiển thị thời gian thực các chế độ kết nối, mức pin và mức DPI. Chuột lề phân rất thích hợp cho nhu cầu công việc thiết kế, chơi game. Xem thêm thông tin chi tiết trên website.